Bill Gates, nếu nghĩ rằng giáo viên khắt khe và bất công, hãy đợi đến khi gặp sếp của bạn. Bill Gates muốn bạn hiểu rằng sự không công bằng và khắc nghiệt ở trường học phần nào phản ánh những gì bạn phải đối mặt trong tương lai. Bill Gates là một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới trong nhiều thập kỷ qua. Có rất nhiều điều mà chúng ta học hỏi được từ ông. Tuy nhiên, có lẽ quan trọng hơn cả là những bài học mà vị tỷ phú khuyên chúng ta nên ghi nhớ để thành công dưới đây. 1. Cuộc sống không công bằng. Hãy quen với điều đó. Không ít người hay phàn nàn rằng cuộc sống thật bất công khi họ thất bại. Còn đối với Bill Gates, cuộc sống vốn dĩ chưa bao giờ công bằng. Theo vị tỷ phú, bạn cần chấp nhận sự thật cơ bản này càng sớm càng tốt và ngừng bào chữa khi gặp thất bại. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ để đứng lên sau vấp ngã, bởi đó là điều quan trọng bậc nhất trong cuộc sống. Nếu nghĩ rằng giáo viên khắt khe và bất công, hãy đợi đến khi gặp sếp của bạn. Nhiều sinh viên phàn nàn rằng giáo viên của họ quá khắt khe. Một số còn tỏ vẻ không hài lòng trong việc chấm điểm của giáo viên. Bill Gates muốn bạn hiểu rằng sự không công bằng và khắc nghiệt này phần nào phản ánh những gì bạn phải đối mặt trong tương lai. Càng sớm chấp nhận sự thật đó, bạn càng có lợi. Khi vượt qua khó khăn, thậm chí là sự đối xử không công bằng, bạn sẽ cứng rắn hơn và sẵn sàng cho mọi thử thách đang chờ ở phía trước. 2. Tích lũy kinh nghiệm thực tế từ khi còn đi học. Học giỏi ở trường không đảm bảo cho bạn bất cứ điều gì trong cuộc sống. Bạn có thể có một nền tảng tốt nhưng mọi thứ sau này chỉ phụ thuộc vào chính bản thân bạn mà thôi. Không có bằng xuất sắc cũng không phải trở ngại cho thành công trong tương lai của bạn. Quan trọng là bạn hết mình với công việc. Sự cống hiến của bạn không sớm thì muộn sẽ được đền đáp xứng đáng. Mặt khác, một bộ phận không nhỏ sinh viên đại học mới ra trường có suy nghĩ rằng họ sẽ kiếm được một công việc trả lương cao chót vót. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Điều mà họ thiếu chính là kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, lời khuyên dành cho sinh viên nói chung là ngoài việc học ở trường, hãy tích cực tham gia vào các hoạt động, thậm chí là làm thêm, kinh doanh để tích lũy kinh nghiệm. 3. Hãy giữ gìn tài sản quý giá nhất của bản thân. Một khi bắt đầu, cuộc sống sẽ tiếp diễn chứ không có thời gian nghỉ như ở trường. Bạn không làm việc cật lực trong một khoảng thời gian nhất định và sau đó dừng lại, rồi lại làm việc tiếp. Theo Bill Gates, cuộc sống là không ngừng và bạn nên coi nó như một cuộc chạy marathon thay vì cuộc chạy đua nước rút. Vì vậy, bạn cần học cách giữ gìn tài sản quý giá nhất của bản thân, sức khỏe. Hãy ưu tiên cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mình. Để đạt được thành công, đó là chìa khóa quan trọng nhất. Bạn thân của Bill Gates, huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng nói rằng ai cũng chỉ có một trí óc và một cơ thể. Nếu chúng ta không chăm sóc, đến năm 40, 50 tuổi, chúng sẽ trở nên vô dụng. Điều này cũng giống như bỏ mặc chiếc ô tô trong mưa nắng. Theo vị tỷ phú, cách chúng ta đối xử với trí óc và cơ thể mình hôm nay sẽ quyết định chúng sẽ hoạt động ra sao trong 20, 30 năm nữa. 4. Nếu hỏng việc, đó không phải lỗi của người khác. Chịu trách nhiệm cho thất bại của mình là chìa khóa để hưởng lợi từ nó. Khi đổ lỗi cho người khác, bạn đang lãng phí thời gian và tất nhiên, bạn chẳng được lợi lộc gì từ việc đó. Nó chỉ làm bạn chậm lại trong việc đạt được mục tiêu của mình mà thôi. Thay vào đó, hãy chấp nhận rằng đó là lỗi của bạn. Khi hiểu điều này và phản ứng đúng cách, bạn mới có thể xây dựng thành công trong tương lai. Theo mục tiên, cafebiz.vn. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.